Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn 2021-2023, thành phố Yên Bái xây dựng 242 mô hình điển hình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trong đó 122 mô hình tập thể và 120 cá nhân điển hình tiên tiến. Các mô hình học tập và làm theo Bác đã phát huy hiệu quả trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, như đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, trong đó nhân dân đã đóng góp gần 20 tỷ đồng để xây dựng cải tạo gần 150 công trình, nhà văn hóa, làm đường giao thông nông thôn, lắp đặt đường điện chiếu sáng, hệ thống camera an ninh trên các tuyến phố, xây dựng các tuyến đường hoa. Đến nay, thành phố đã có 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 4 xã nông thôn mới nâng cao, 7 phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Việc triển khai xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo Bác, giúp thành phố hoàn thành các mục tiêu nghị quyết đảng bộ đã đề ra trong giai đoạn 2021-2025. Tích cực tuyên truyền về hiệu quả kinh tế của trồng rừng mang lại, trong 5 tháng đầu năm tỷ lệ trồng rừng toàn tỉnh đạt trên 80% kế hoạch. Đến ngày 30 tháng 5, các địa phương trong tỉnh đã trồng mới được trên 13.000 ha rừng các loại, đạt 80% kế hoạch năm, gồm 9.670 ha rừng trồng tập trung, 3.230 ha rừng phân tán. Ngoài ra, các đơn vị chức năng đã giao khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng, cá nhân được hơn 231.700 ha rừng các loại, cấp chứng chỉ rừng FSC cho trên 4.000 ha rừng tại huyện Yên Bình. Công tác quản lý bảo vệ rừng, trực phòng cháy, chữa cháy rừng được lực lượng chức năng trong ngành phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương tăng cường thực hiện. Trong 5 tháng, phát hiện 47 vụ vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, thu nộp ngân sách hơn 257 triệu đồng. Vụ đông xuân năm 2022, huyện Yên Bình có kế hoạch gieo cấy trên 2.246 ha lúa nước với các giống lúa chất lượng cao như Nhì Yêu 838, HT1, Hương Chiêm. Trong đó có trên 146 ha cấy dưới cốt 58 Hồ Thác Bà. Đến thời điểm này, toàn huyện đã thu hoạch được 300 ha, dự ước năng suất đạt 52 đến 53 tạ trên một ha. Hiện nay lúa đông xuân ở Yên Bình đã chín rộ. Để tránh thiệt hại do mưa bão gây ra, với phương châm xanh nhà hơn già đồng, huyện đã chỉ đạo ngành chức năng đôn đốc bà con nhân dân tranh thủ thời tiết thuận lợi, khẩn trương huy động tối đa nhân lực ra đồng thu hoạch lúa. Đến thời điểm này, toàn huyện đã thu hoạch được 300 ha, dự ước năng suất đạt 52 đến 53 tạ một ha. Yên Bình phấn đấu hoàn thành thu hoạch lúa xuân vào ngày 20 tháng 6. Cùng với vận động bà con thu hoạch nhanh gọn lúa đông xuân, huyện Yên Bình cũng đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với cùng các địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện gieo cấy 2.220 ha lúa vụ hè thu, kiểm tra tu sửa, gia cố lại hệ thống kênh mương thủy lợi để đảm bảo đủ nguồn nước phục vụ sản xuất, đồng thời cung ứng vật tư nông nghiệp, chất lượng cho nhân dân trước khi bước vào sản xuất vụ mới. Thưa quý vị và các bạn, dự kiến tháng 9 tới đây, tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2022. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức lễ đón nhận và lễ hội. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Mù Căng Chải hướng dẫn người dân áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật trong canh tác lúa, đặc biệt ở các khu vực có hoạt động du lịch trọng điểm. Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Lộ và huyện Mù Căng Chải ra soát cơ sở hạ tầng cùng các sản phẩm du lịch, phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch tổ chức lễ đón nhận và lễ hội đảm bảo yêu cầu. Hiện tại, các địa phương đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện đón, phục vụ khách du lịch an toàn, đồng thời tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện truyền thông với nhiều hình thức về kích cầu du lịch Yên Bái 2022 với chủ đề Yên Bái điểm đến an toàn, hấp dẫn và ấn tượng. Năm 2022, thị xã Nghĩa Lộ phấn đấu giảm 5,1% hộ nghèo so với năm 2021. Để đạt được mục tiêu này, thị xã đã và đang triển khai nhiều giải pháp cụ thể, đồng bộ, quyết liệt theo đúng tinh thần chỉ đạo, chung tay giúp đỡ người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Qua rà soát theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2022-2025, trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ còn hơn 3.000 hộ nghèo. Số hộ cận nghèo là 1.290 hộ. Để hoàn thành mục tiêu năm 2022, phấn đấu giảm 5,1% tỷ lệ hộ nghèo so với năm 2021, thị xã Nghĩa Lộ đã chú trọng tuyên truyền để tạo sự chuyển biến về mục tiêu giảm nghèo bền vững. Trong đó, quan tâm đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, lãnh đạo các cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị với thực hiện công tác giảm nghèo, đồng thời sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, bám sát chương trình hành động số 12 của Thành ủy Yên Bái về đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới, sáng tạo, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thúc đẩy chuyển đổi số, kinh tế số và xã hội số, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái đang tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm sớm đạt mục tiêu đề ra. Ngay từ đầu năm, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái đã ban hành quyết định số 46 về thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số gồm 20 thành viên, đồng thời phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông khảo sát thông tin về hiện trạng hạ tầng, cung cấp số liệu phục vụ xây dựng dự thảo kế hoạch chuyển đổi số, triển khai thí điểm nền tảng số, sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái tại 4 chi bộ trực thuộc gồm chi bộ trường mầm non Bông Sen, tiểu học Kim Đồng, chi bộ công an phường và chi bộ tổ dân phố số 5. Thành lập tổ hỗ trợ gồm 5 thành viên để triển khai nền tảng số, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân, doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, cán bộ, công chức, người lao động sử dụng các tiện ích ứng dụng thông minh, hướng dẫn hỗ trợ người dân sử dụng điện thoại thông minh, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Chúng tôi cũng đã phối hợp tuyên truyền các tổ dân phố cũng như bên công an để phối hợp tuyên truyền đến toàn bộ người dân, và khi bất kỳ một ai đến giao dịch chúng tôi cũng đều tạo tài khoản cho họ, và những ai đã được tạo rồi thì hướng dẫn họ đăng nhập để họ biết cách làm trên môi trường điện tử. Và dần dần là tôi thấy là cũng rất nhiều những các bác lớn tuổi và thấy đó là rất hay và có thời gian nghiên cứu ở tại nhà và cũng có thể nộp một số thủ tục qua mạng và nhận kết quả tại nhà luôn. Cùng với đó, phường Minh Tân đã chỉ đạo triển khai ứng dụng công nghệ thông tin nhằm hỗ trợ các hoạt động chỉ đạo điều hành, quản lý, ứng dụng có hiệu quả các phần mềm dùng chung với thành phố, giúp các nhà trường quản lý thông tin giáo viên, học sinh, hỗ trợ giảng dạy, quản lý bài giảng. Phối hợp với VNPT Yên Bái, Viettel Yên Bái hỗ trợ cung cấp nền tảng công nghệ, giải pháp phục vụ chuyển đổi số, tư vấn hỗ trợ đảm bảo chất lượng phủ sóng 3G, 4G và mạng Internet phục vụ người dân. Phối hợp với VNPT Yên Bái triển khai hệ thống phòng họp không giấy, tổ chức tuyên truyền lưu động về nội dung chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt trên các tuyến phố, các khu dân cư trên địa bàn phường. Đến nay, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3-4 và hồ sơ công việc tại phường được xử lý trên môi trường mạng đạt 100%. Tất cả cán bộ công chức sử dụng thành thạo các nền tảng số, hệ thống thông tin, phần mềm đang ứng dụng tại phường. Tỷ lệ người dân trưởng thành sử dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đạt 34%. 99% doanh nghiệp có thiết bị thanh toán điện tử. Tỷ lệ hộ kinh doanh bán lẻ có thiết bị thanh toán điện tử đạt 45%. 70% người dân được lập hồ sơ sức khỏe điện tử, được truyền thông tiếp cận các nền tảng dịch vụ tư vấn chăm sóc sức khỏe từ xa. Ngay trong lĩnh vực cải cách hành chính ở trên địa bàn phường thì đang ứng dụng những cái phần mềm như là phần mềm quản lý văn bản điều hành để xử lý công việc trên môi trường mạng. Thứ hai là sử dụng cái hệ thống thư điện tử để mà thực hiện trao đổi các cái công việc ở trên thư điện tử. Thứ ba là về sử dụng chữ ký số để mà ký số vào các văn bản mà phát hành trên hệ thống mạng. Thứ tư là việc triển khai phần mềm họp với giấy tờ. Thì hiện nay thì phường đang làm việc phối hợp với cả VNPT Yên Bái để mà triển khai cái nội dung này. Thứ năm là về họp trực tuyến, thì hiện nay thì phường cũng đã tổ chức những cái cuộc họp trực tuyến giữa phường với thành phố, và đặc biệt là phường cũng đã tổ chức cái cuộc họp trực tuyến giữa phường với tổ dân phố đến xuống đến các tổ dân phố. Và thứ năm là thực hiện những cái hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin nhằm hỗ trợ các hoạt động chỉ đạo điều hành, quản lý của phường được đẩy mạnh, ứng dụng có hiệu quả các phần mềm dùng chung với thành phố. Các nhà trường đã chủ động áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý thông tin giáo viên, học sinh, hỗ trợ giảng dạy, quản lý bài giảng, thu học phí không dùng tiền mặt. Hiện tại, phường Minh Tân cũng đang tiến hành thống kê, rà soát những người dân chưa sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt để có phương hướng vận động tham gia thực hiện. Phối hợp với VNPT và các ngân hàng hỗ trợ người dân thực hiện phương thức không dùng tiền mặt, hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện thanh toán bằng mã QR code. Bên cạnh đó, để thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập cho người dân, phường Minh Tân còn phối hợp với các đơn vị chuyên môn của thành phố đưa các mặt hàng tiểu thủ công nghiệp của địa phương để quảng bá, tiếp thị và bán hàng trên sàn giao dịch điện tử. Về vấn đề số hóa thì hiện tại bên hợp tác xã Gia Hưng chúng tôi thì hiện tại đang sử dụng là chữ ký điện tử để có thể là thanh toán hoặc là làm những cái liên quan đến về tài chính với bên thuế.
Xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh tiến tới chính quyền số, kinh tế số là một xu thế tất yếu của quá trình phát triển. Với việc đưa ra các giải pháp nhằm đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử gắn với đô thị thông minh, hướng tới xây dựng chính quyền số sẽ thúc đẩy kinh tế xã hội của phường Minh Tân ngày một phát triển, đồng thời góp phần đưa thành phố Yên Bái phát triển bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 20 đề ra.